anh chia sẻ với tất cả các bác anh chị một cái chiếc xe Kia K2700 đời 2009 với mức giá là 165 triệu đồng. Và đây là một chiếc xe mà đã được có lớp sàn rồi, và chúng ta cùng theo dõi và xem chi tiết chiếc xe này của chúng bác anh chị nhé. Với tải trọng nó là 1 tấn 25 thì rất là phù hợp cho cô chú bác kinh doanh nó chở hàng nhẹ, thậm chí là kinh doanh chở hàng trâu bò cõng khoảng đâu đó 3 tấn, hơn 3 tấn bình thường và thoải mái thôi. Cái dòng xe Kia máy tính tốt và xe này không một lỗ nhỏ nào cả, không đâm đụng, không ngập nước gì cả. Và xe mình vừa mới lấy về và chưa có dọn rửa gì cho nên là mấy hôm nay mưa cũng rất là bẩn đó. Rất là thật xe màu xanh dương. Nội thất đây, đó tất cả nội thất này. Và chiếc xe này biển 29. Nếu chúng ta đang tìm một chiếc xe này để kinh doanh hãy alo ngay cho số điện thoại 0973950666 và 0975672888. Em ở Giang Khánh, Tân Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên, đi về phía Bắc Cạn cũ từ ngã ba Bờ Đậu khoảng 4 km đi về phía Bắc Cạn cũ. Đó. Đây, xem sàn sóng ở dưới này, sàn sóng này. Đây, sàn sóng này. Giá rất là hợp lý cho cô chú bác nhân dân. Review chi tiết bên em mình còn rất là nhiều dòng xe từ tấn 25, tấn 9, tấn 4 đủ tải cho đến K3000. Đây ở trong kia còn mấy xe, đó là xe K3000 đời 2005 155 triệu, và bên cạnh đây có chiếc đời 2012 là 225 triệu, K3000. Thì nếu cô chú bác đang tìm kiếm một chiếc xe như thế này hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, em tư vấn hoàn toàn là miễn phí. Và nếu cô chú bác mà đang muốn xem một chiếc xe cũ, xe tải cũ chất lượng thì có thể quay lại trang chủ đặt xe tải thì có thể xem tại đó, em cũng chia sẻ chi tiết cả từ máy móc chân cỏ vật lệ động tác rồi. Và cảm ơn tất cả các bác trong suốt hơn 1 năm vừa qua đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc tất cả các bác anh chị chọn được xe tương ý. Xin chào.